Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin. Muốn chống lãng phí phải thay đổi thể chế. Ngày 18 tháng 10, VOA tiếng Việt cho hay, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm dục chống lãng phí, hai nhà trí thức nói sẽ vô ích nếu không thay đổi thể chế. Và đây là hình bài trên VOA. Theo đó, ông Tô Lâm mới đây đã có bài viết nhấn mạnh cần chống lãng phí và nêu một số giải pháp. Bài viết có nhan đề chống lãng phí được báo chí nhà nước Việt Nam đăng ngày 13 tháng 10. Hôm đó, ông thừa nhận tình trạng lãng phí trong nước còn diễn ra khá phổ biến dưới nhiều dạng hình thức khác nhau đã và đang gây ra nhiều hệ lụy nghiêm trọng cho phát triển. Ông bày tỏ lo ngại lãng phí gây suy giảm lòng tin của người dân với đảng, nhà nước, tạo rào cản vô hình trong phát triển kinh tế, xã hội, bỏ lỡ thời cơ phát triển của đất nước. Ông cũng nêu các giải pháp cần chú trọng, mà đứng đầu là phải coi đấu tranh phòng chống lãng phí là cuộc chiến chống giặc nội xâm, và nó có vị trí tương đương với phòng chống tham nhũng tiêu cực mà đảng và nhà nước Việt Nam tiến hành nhiều năm nay. Ông cho rằng cần tập trung hoàn thiện và tổ chức triển khai có hiệu quả thể chế phòng chống lãng phí, xử lý nghiêm các cá nhân, tập thể có hành vi, việc làm gây thất thoát, lãng phí tài sản công. Và đây là hình Tổng bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm. Ông cũng chú trọng việc cần cải cách triệt để, giảm tối đa thủ tục hành chính, chi phí tuân thủ của người dân, doanh nghiệp cũng như chống bệnh quăng liêu. VOA dẫn nhận xét của Phó Giáo sư Tiến sĩ Mạc Văn Trang, 86 tuổi, cho rằng việc ông Tô Lâm hô hào đẩy mạnh chống lãng phí là rất đúng và rất được lòng dân. Nhưng ông cũng cho rằng nếu Việt Nam vẫn giữ thể chế, chỉ có đảng Cộng sản nắm toàn quyền lãnh đạo, thì công cuộc chống lãng phí sẽ rất khó. Ông Trang nêu dẫn chứng về cuộc chiến chống tham nhũng kéo dài hơn 10 năm dưới thời cố Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng và ghi nhận rằng Cuộc chiến này rất mạnh, rất quyết liệt, với một số kết quả chấn động là cho thôi chức cả Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội, Thường trực Ban Bí thư, Phó Thủ tướng, một loạt Bộ trưởng. Ông bình luận, trong đất nước mình, tuy là một đảng nhưng có người lãnh đạo mạnh mẽ đứng về phía dân, cũng có thể làm rất nhiều hiệu quả. Nhưng có vấn đề là chính cơ chế này đẻ ra tham nhũng, lãng phí, rồi tự đảng lại đi trừng trị tham nhũng, lãng phí, như vậy có gì đó như vòng lẫn quẩn. Ông Trang nhận định rằng một cơ chế dân chủ hơn cần được áp dụng. Với cơ chế hiện nay thì tham nhũng, lãng phí bị xử lý từng đợt, rồi lại phát sinh, rồi lại xử lý. Và đây là hình cố tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng. Đồng quan điểm, VOA dẫn bình luận của giáo sư tiến sĩ Nguyễn Đình Cấm, 87 tuổi, về lời hô hào mới đây của ông Tô Lâm. Ông ấy có dám dân chủ hóa không? Có dám tạo lập nhà nước tam quyền phân lập hay không? Có dám mở rộng tự do ngôn luận cho nhân dân hay không? muốn thay đổi được phải thực sự xây dựng thể chế dân chủ nếu vẫn độc quyền lãnh đạo của đảng thì rất khó thay đổi. VOA nhắc lại, bộ máy chính quyền Việt Nam được nhiều nhà nghiên cứu, nhà phân tích gọi là hệ thống song trùng. Vì cùng lúc, cùng một lĩnh vực, có một ban bệ của đảng quản lý, một bên khác là các bộ ngành của chính phủ, cũng chỉ đạo, quản lý. Điều này xảy ra ở hầu hết các lĩnh vực của đất nước, gây tốn kém, lãng phí và chồng chéo mà giới phân tích, nghiên cứu đã nhiều lần chỉ ra. Do đó, một giải pháp để chống lãng phí, theo giáo sư tiến sĩ Nguyễn Đình Cấm, là thúc đẩy kinh tế tư nhân. Để khu vực tư nhân nói riêng và nền kinh tế nói chung phát triển, vẫn phải quay lại vấn đề cơ bản là thể chế chính trị. Ông Cống kết luận, thể chế chính trị mà không bao hàm, thể chế chính trị mà không dân chủ, thì rồi kinh tế cũng khó phát triển lắm. Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tin Muốn chống lãng phí, phải thay đổi thể chế Xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên Youtube và Facebook của Thời báo đề để luôn được cập nhật bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất Kim Vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Tuyến đường sắt Lào Cai, Hải Phòng, kết nối với Trung Quốc cần 7,2 tỷ đô la Mỹ. Ngày 17 tháng 10, VOA tiếng Việt loan tin, Việt Nam ước tính cần chi 7,2 tỷ đô la Mỹ để xây tuyến đường sắt mới nối với Trung Quốc. VOA dẫn nguồn từ truyền thông nhà nước cho hay, Việt Nam ước tính chi phí xây dựng tuyến đường sắt mới nối với tỉnh Vân Nam của Trung Quốc là 179.000 tỷ đồng, tương đương 7,2 tỷ đô la Mỹ. Tuyến đường sắt dài 427 km sẽ chạy từ tỉnh biên giới Lào Cai qua thủ đô Hà Nội và thành phố Cảng Hải Phòng đến thành phố Hạ Long. VOA cho biết Việt Nam đang tìm cách nâng cấp hệ thống đường sắt cũ kỹ của mình, bao gồm các kế hoạch xây dựng tuyến đường sắt cao tốc, chạy dọc theo chiều dài đất nước và các tuyến nối với Trung Quốc đối với các thương mại lớn nhất của Việt Nam. Và đây là hình bản tin trên VOA. VOA dẫn bản tin của thông tấn xã Việt Nam. Theo đó, Tổng cục Đường sắt Việt Nam đã trình kế hoạch xây dựng tuyến đường sắt Lào Cai, Hạ Long, lên Bộ Giao thông Vận tải để Bộ xem xét và phê duyệt. Dự kiến tuyến đường sắt này sẽ được khởi công xây dựng vào năm 2030. Bản tin cho hay và nói thêm rằng nhu cầu vận chuyển dọc theo tuyến đường sắt này ước tính đạt 8,3 triệu lượt hành khách và 17,5 triệu tấn hàng hóa mỗi năm vào năm 2050. Theo VOA, Việt Nam đã tiếp cận Trung Quốc để có được công nghệ và nguồn tài chính cho kế hoạch phát triển đường sắt nối liền hai nước vốn đã được kết nối bằng hệ thống đường cao tốc và hai tuyến đường sắt cũ kỹ và cần nâng cấp ở bên phía Việt Nam. Hai nước đã nhiều lần bày tỏ quan tâm đến việc thúc đẩy các tuyến đường sắt và các chuyến thăm lẫn nhau gần đây của giới lãnh đạo hai nước, thường bao gồm việc ký kết các thỏa thuận về hợp tác đường sắt. Trước đó, ngày 7 tháng 10, BBC Tiếng Việt bình luận đường sắt Việt Nam nói với Trung Quốc lợi hại thế nào và liệu có khả thi hay không. BBC cho rằng các tuyến đường sắt liền mạch được coi là rất quan trọng cho chuỗi cung ứng khi ngày càng nhiều nhà sản xuất Trung Quốc chuyển hướng một số hoạt động xuất khẩu sang Việt Nam trong bối cảnh căng thẳng thương mại giữa Trung Quốc và Mỹ. BBC cho biết tuyến đường sắt cổ kỹ Hà Nội Lào Cai có khổ 1.000 mm được xây dựng từ thời Pháp thuộc khi kết nối vào đường sắt cỡ 1.435 mm của Trung Quốc thì phải đổi tọa. Và đây là hình ông Tô Lâm và ông Tập Cận Bình chứng kiến lễ ký kết các văn bản hợp tác Việt Trung tại Bắc Kinh, trong đó có đường sắt. BBC dẫn ý kiến của một chuyên gia đường sắt từ Việt Nam nói rằng, việc kết nối đường sắt giữa hai quốc gia chỉ là vấn đề thời gian, bởi việc này xuất phát từ nhu cầu lợi ích của hai phía. Việc đường sắt hai nước khác nhau về khổ đường đã hạn chế rất lớn năng lực vận tải bằng đường sắt qua cửa khẩu Lào Cai phía Trung Quốc đã rất nhiều lần đề nghị phía Việt Nam đầu tư tuyến mới này. Vị chuyên gia đánh giá, điểm dễ thấy nhất là Việt Nam có cơ hội lớn để tận dụng nguồn vốn từ phía Trung Quốc. Nhưng đánh giá và quản trị các rủi ro khả dĩ khi vay nguồn vốn từ Trung Quốc để phát triển cơ sở hạ tầng đang là thử thách lớn cho Việt Nam. Ông cho rằng Việt Nam mong muốn Trung Quốc trao đổi và chuyển giao công nghệ đường sắt, nhưng đây chắc chắn chưa bao giờ là vấn đề dễ dàng. BBC dẫn ý kiến của tiến sĩ, kỹ sư Đặng Đình Cung từ Pháp cho rằng Việt Nam có lợi vì mạng đường sắt được kết nối với mạng của Trung Quốc và khuếch trương kết nối với mạng của tất cả các nước từ Thái Bình Dương đến Đại Tây Dương. Đó là một bước nhảy vọt ngoạn mục về hậu cần. Bên cạnh đó, BBC cũng dẫn đánh giá của Phó giáo sư Dagan từ Đại học Giao thông Tây An, Liverpool, Trung Quốc cho rằng chúng ta phải chờ xem điều khoản thỏa thuận này, dự án sẽ chính xác có hình dạng ra sao cấu trúc thế nào và sau đó là hiệu quả kinh tế. Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tin Tuyến đường sắt Lào Cai, Hải Phòng kết nối với Trung Quốc cần 7,2 tỷ đô la Mỹ. Xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên YouTube và Facebook của Thời báo .de để luôn được cập nhật bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Kim Vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới.